đáp án chương trình đồng hành cùng phim Giờ Vàng, phim Võ Thần Triệu Tử Long tập 52. Ngưu Ngọc, tên thật là Mã Ngọc Nhu. Câu hỏi để tham gia chương trình đồng hành cùng phim Giờ Vàng, phim Võ Thần Triệu Tử Long tập 53. Triệu Tử Long phải vận dụng gợi ý trong cẩm nang thứ mấy của Gia Cát Lượng mới khiến Lưu Bị quay về Kinh Châu. Cách thức tham gia: bước 1, trả lời đúng và nhanh nhất bằng cách nhắn tin vào Messenger fanpage của đài. Thời gian nhắn tin: ngay từ lúc kết thúc tập phim chứa nội dung có câu trả lời được phát sóng trên TTV11 đến lúc chiếu tập tiếp theo. Cú pháp nhắn tin: câu trả lời, khoảng cách, họ và tên khán giả, khoảng cách, số điện thoại để trả thưởng nếu đạt giải. Bước 2, like bài. Bước 3, chia sẻ về trang cá nhân. Chúc các bạn thành công.